làm cái video về úp cho nó đỡ thối kênh. Tứ đẹp đấy, tự lấy bao nhiêu? 65.000. 65 à? 69.000 nhưng mà 65. Lấy cái tay cao này nhìn nó đẹp hơn. Tứ nó còn trăm mấy, 140, 150. À, hôm nay khai trương cần à? Đấy là em lúc đấy em ngồi là căn nó thẳng cái gì rồi ba cọc gì em căn là trên nhà cái kìa. Có cái nền trắng ở dưới. Ừ, căn nhìn vào cái tường nhà nó đổ bóng xuống ấy, em không đến tối căn thế đéo này. Cọc. Linh xuống từ lúc mấy giờ Linh? 12 rưỡi. Chắc nó vừa gọi điện cho anh vừa đem tính xong đó. Nó một con trôi máy lạng. Này. Ừ. Bốn tay bé mà. Tôi phi tôi phi nhỏ. Sao phá. Đấy cần này, hôm trước tôi mới sắm cho em Linh đây này. Mày khai trương cần rồi. Này đi khai trương cần được toàn dục phi thôi. Ông chưa ăn thua mới ngồi có một lúc. Ngồi mới chắc được làm gì được 20 phút đúng không? Đã được một trôi mấy dâu phi rồi, được rồi. Trời này không cần ô. Chấm đấy em ạ. Tấm chép nó khác, tấm chép nó dày hơn. Không có linh xiên đâu à? Em có để trong ngoài thử tí lại để không có. Nó còn chấm nhưng mà nó còn ít lắm. Để bắt gần hết này. Nó không cầm ô cái gì. Đấy anh bảo hôm nào mà đi đi câu rô phi ở trong kia anh toàn bán nào xuống đây gỡ đi phải được mười mấy cái ở cái dẻo cây kìa. Hôm trước ông kia ông cũng ngồi đây này. À, thế ông về ông gạ ông bảo thôi để cho anh đéo gì. Mới đầu mình véo cho nó hai cục mình bảo thôi anh lấy hai cục anh đi đánh đi. Ừ thế ông bảo lần lừa ông bảo này thì đéo bỏ. Đấy tăm kìa, tăm đầy ổ kìa anh em kìa. Ui tăm cầy kìa, tăm đấy, tăm cầy đấy, tăm cầy cạnh phao này thấy chưa. Thế nào ông ấy xuống dưới này 5 năm hơn 5 giờ ông ấy xuống ông đánh được hai cục thì được một con riếc một con trôi được khoảng hơn cân. Thế là ông ấy bảo đi nói lăng xê thì ông mượn của anh. Thế ông bảo lăng xê đi mượn thế là anh phải lội xuống thế là lạnh quá thế là anh đi về. Mình bảo thế còn thính đâu đưa lốt cho em. Thế ông bảo thôi để anh cất ở tủ lạnh hôm nào anh câu mấy cái hồ đắt tiền anh ngồi anh ném trộm. Đấy, nhìn thấy chưa? Ở đằng trong đấy nó toàn to, nó quẩn ở trong đấy. Kể cả bánh tiêu, bánh tiếc nó cũng dồn vào trong đấy, nó đéo nó ấy mà, đến tối ấy. Đấy, em cứ vụt căn cái tầm nó quậy đấy là được. Đánh cách cái bờ đấy ra khoảng mấy mét. Ok.